Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay shop đồng hồ sinh nhật Thủy Trinh Nail của em sẽ lên video là ngày 2 tháng 5. Và cách thức mua hàng của bên em là chuyển khoản cọc chốt đơn từ 100, 200, 300, 500, 1 triệu tùy theo đơn đặt hàng của mình giá trị như thế nào, bên em sẽ báo số tiền cọc. Về máy, em sẽ bảo hành máy cho mình là 1 tháng. Hàng si em không bảo hành nước, em chỉ hỗ trợ làm ron chống nước theo yêu cầu. Không yêu cầu là em sẽ để nguyên bản. Và những con đồng hồ này nó đã sẵn có chỉ số chống nước của hãng rồi, thì mình chỉ cần kiểm tra lại đường ron là được. Mình có thể tự đi ra ngoài kiểm tra để được bảo hành ha mọi người ha. Hoặc nhờ bên em kiểm tra thì bên em sẽ không có tính phí, chỉ hỗ trợ cho mình và bàn giao bằng một cái video test nước gửi cho mình. Sau cái video test nước là bên em sẽ không có trách nhiệm bảo hành. Rồi, khách nhận hàng nhớ quay video khi mở hàng giúp em. Về vấn đề sai hàng, mất hàng, bể hàng, thiếu hàng, em sẽ dựa trên cái video đó để giải quyết cho mình. Không có video là bên em không có giải quyết được nha mọi người nha. Lưu ý giùm em vấn đề này. Hàng không đồng hay là hàng có tiền, bất cứ chỉ cần kiểm tra và mở quay video giúp em là được. Số tài khoản em có để trên bảng là 3 số, mình có thể chuyển qua số nào cũng được. Khi chuyển khoản mình ghi nội dung mà mình muốn mua giúp em, mã gì ha, A1, B1, C1, D1 hay gì đó. Hoặc số điện thoại mình đã gọi cho em, hoặc tên Zalo mình đã nhắn tin cho bên em. Thời gian check đơn của bên em là từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi tối. Tầm khoảng 10 giờ là bên em sẽ không có nghe được điện thoại, chỉ có nhận được tin nhắn và trả lời cho mình thôi. Cho nên là từ 10 giờ tối trở đi mọi người nhắn tin cho em nha, đừng gọi. Đó. Rồi sau 10 giờ rưỡi tối thì là em sẽ đợi sáng mai em trả lời. Nếu em còn thức thì em trả lời, mà em ngủ rồi thì sáng mai em trả lời nha. Mọi người cứ cần để lại tin nhắn là được. Đó. Rồi số điện thoại em có để trên bảng, mình có thể nhắn tin cho em hoặc gọi điện. Bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã Y. Mã Y cho em nha mọi người. Y thì mọi người muốn đọc là Y dài hay Y ngắn gì cũng được, miễn Y là được. Y1 giúp em. Y1 em lên con đầu tiên cho mình là một con của nhà lụa nha, lụa của Đức. Máy Thụy Sĩ lụa hiệu Đức nè. Aurele là thương hiệu của Đức. Máy Thụy Sĩ cho em dây lụa nè. Cái này không phải màu trắng tinh đâu nha mọi người. Cái này là màu dạng như là màu người ta hay gọi là màu xám silver, màu bạc đấy, màu xám bạc ấy mọi người. Size ngang là 27,5, dọc là 33,6. Em cũng thấy nó bóng quá, cũng không biết nó là vỏ đá hay là vỏ kim loại luôn á mọi người. Cái này chắc nhìn như vỏ đá nhờ. Đây, mọi người coi giùm em đi. Hả? Bóng lừ lừ luôn, hàng chưa xài, núm nè, núm đính đá cho em nha. Khóa zin dập hiệu, khóa gài thông minh. Cái màu của nó không phải là màu trắng, cái kiểu trắng tinh đâu. Màu nó kiểu ghi ghi á mọi người, màu kiểu ghi ghi á. Hả? Màu kiểu ghi xám, ghi ghi á mọi người hiểu không? Mà nhìn cái chất này, từ từ để em nhìn coi phải là vỏ đá không ta. Nó mới quá thành ra mình nhìn nó không ra được á chứ. Nói chung em sẽ bán theo cái giá thép kim loại nha. Còn cái vỏ đá hay không thì em không rành, không rõ lắm luôn á. Vì nó quá mới, nó quá bóng. Hàng cũ còn nhận định được, hàng mới khó nhận định ghê. Kính chắc cạnh kim cương cho em, máy Thụy Sĩ Swiss nè. Máy Thụy Sĩ dán lụa nè, lụa mà dạng tứ giác lên như thế này thì phải nói là xịn sò con bò luôn. Thụy Sĩ cho em nha mọi người ơi, 700 của lụa của Đức. 700 cho em, kính dắt cạnh kim cương. Mã chiếc này là Y1. Lên cho em mã Y2. Y2 em lên cho mình một chiếc của nhà Diesel ha. Diesel cho em xịn sò, dán vuông tứ giác nè. Full hộp như này, có sổ luôn của nhà Diesel. Khóa zin dập hiệu cho em nha mọi người ơi.
Đó, khóa zin dập hiệu nè, núm zin nè. Chiếc này là về là chỉ có em bỏ pin rồi, chỉ có chạy thôi chứ không hề làm gì luôn á. Xoay ngang là 44, dọc là 43,8, nó cũng là 44 vuông á. Núm nè, ấy là cái hiệu nó sẽ dập dưới này nha. Nó làm tứ giác bốn đầu dắt cho em như thế này. Dáng này là không bao giờ lỗi thời được nè, dáng này rất là tân thời luôn á. Ở đằng sau cho em nắp vặn ren chống nước, chống nước 5 ATM nha. Đấy, nắp vặn ren chống nước, kim có dạ quang, kim dây có dạ quang luôn. Để em coi coi. Đây, kim dây dạ quang nè. Rất là sáng. Đó. Thép đúc cho em hầm hố dáng vuông tứ giác, ánh ánh chiếu chiếu của nhà đi sale, full hộp độ mới cao, núm khóa zin nguyên bản. Rồi chiếc này em để cho mọi người là 808. Số đẹp kinh khủng luôn. Số đẹp dã man luôn. Em để số đẹp cho mình 808 là thay vì nó tới 950 lận á. 808 cho em nha. Mã chiếc này là Y2 full hộp. Em bán bằng tiền với lại hàng không hợp luôn đó mọi người ơi. Thép đúc xịn sò cho em. Rồi lên cho em mã tiếp theo, Y3. Y3 em lên một chiếc của nhà Milachon. Thương hiệu Milachon cho em full hộp xịn sò, có sổ luôn ha. Có sổ, có giấy mua hàng, rồi có catalog của Tolo gì đây nè. Nhiều lắm. Đó. Giấy tờ đầy đủ, lót nhung luôn, hàng máy đồ là zin nguyên bản và hộp cũng zin luôn. Chiếc này về em chỉ thay pin thôi, em thay pin cho nó chạy thôi. Mặt là mặt khảm trai sà cừ, mọi người nhìn cái khảm sà cừ đều không, đều rất xịn luôn cho em. Size chiếc này là size 25,6, 25,6 cho em viền đờ mi vàng ha, dây hạt gạo to như thế này. Xinh không? Quá xinh. Mặt bên trong cho em khảm trai nè, khảm trai xanh nhìn như đá opal luôn. Khảm trai siêu dày. Đó, có lửa luôn nè, đẹp kinh khủng. Khóa nè. Khóa là khóa zin cho em dập hiệu của nhà Milachon. Ở đằng sau như thế này. Có ký hiệu bọc vàng. Đẹp quá. Ăn đứt cái khảm trai xịn quá. Không xịn, không lấy tiền luôn. Full hộp cho em như thế này của nhà Milachon. Chiếc này em để cho mọi người Milachon là thương hiệu của Citizen nha. Khảm trai, em để chiếc này cho mọi người là 660.000. 660 hàng full hộp, bán bằng tiền hàng không hộp nè. Mã chiếc này là mã Y3 cho em. 660 mã Y3 nha. Lên tiếp cho em mã Y4. Y4 em lên một chiếc của nhà này. Lên cho em mã Y4. Y4 hai em lên cho mình chiếc này. Đây là thương hiệu nhà Rust. Thương hiệu nhà Rust cho em nha. Mặt màu này là màu kiểu trắng mà hơi kiểu xanh xanh lá lục. Gọi là màu nó kiểu sao ta? Màu nó màu kem kem á mọi người. Size là 43,9, thép đúc không rỉ nguyên chiếc cho em. Bản này là bản 6 kim. Bản 6 kim một cốt nha mọi người. Cái này là lịch ngày nè. Cái này lịch thứ, lịch 12 24 giờ và lịch tháng cho em luôn. Có một cái núm chỉnh ở trên này, núm nhỏ nhỏ mình dùng cái cây nhọn mình chọt vô mình chỉnh giờ à, chỉnh cái nó có thể là chỉnh thứ ngày hoặc là chỉnh tháng á, em chưa có chọt nên em chưa có biết. Nó là một trong hai chức năng. Đấy, còn chức năng còn lại mình dùng sử dụng núm này cho em ha, gút nửa nấc nha. Rồi khóa là khóa zin cho em của nhà hiệu Rust. Nè, đằng sau nắp vặn ren chống nước như thế này, chống nước 50 m. Đó, dập bên Morven, hàng chính hãng của nhà Rust cho em, size 44 nè. Đẹp xịn sò, mới cống còng cong luôn nha. Này về chỉ việc đeo thôi, không phải làm gì hết cho em. Rồi lên cho em chiếc này của nhà hiệu Rust.
có đầy đủ các tính năng từ thứ tháng ngày 24 giờ. Thép không rỉ nguyên chiếc này, đeo tới chán đồng hồ chưa hư bộ vỏ nữa. Chiếc này em để cho mọi người là 900. Mã chiếc này là mã Y4 cho em nha. Lên cho em mã Y5. Y5 em lên một chiếc của nhà hiệu gì đây, đang lên hiệu Rust đúng không? Em sẽ lên cho mình một con nữ hiệu Rust luôn nè. Nãy lên con nam Rust rồi, bây giờ lên con nữ Rust cho em nha. Con này có đính một viên kim cương góc 12 giờ, size ngang 23, dọc là 22. Đây, khóa zin cho em như này, khóa dập hiệu nè. Chiếc này có tháo từng cái nút được nha. Chiếc này nè, người ta có làm cho mình dư hờ hai cái khóa này, mình có thể tự lấy ra nếu mình rộng tay. Còn mình rộng hơn nữa thì mình đóng cốt qua nè, nó vẫn cho đóng cốt và nó vẫn cho tháo khóa luôn, rất là tiện. Bản 2 kim cho em nha. Cái này theo cái phong cách, cái này theo cái phong cách là dạng lắc kiềng á mọi người. Có thể điều chỉnh được phông tay. Lên tay cho em cách điệu tam giác như thế này nè. Nó hở hai lỗ này nè, lòi sự da thịt đồ lên. Má ơi nó đẹp. Đó, đẹp chưa? Kính thủy trắng cho em luôn. Thép đúc không rỉ ở đằng sau như thế này. Hàng chính hãng của nhà Rust nha. Cái này đeo là không có bị bay màu, cũng không có bị ngứa đồ luôn. Nó sang lắm. Mấy chị nữ đeo phải nói là sang đỉnh luôn. Có một con duy nhất luôn á. Và cái phần ôm vào, cái kiềng ôm vào nè, nó ôm cái tay em bé tí mà nó ôm sát luôn á. Do cái núm, do đằng sau mình đã điều chỉnh cái form mắt rồi á. Rất là tiện và lợi ha. Đính kim cương cho em của nhà hiệu Rust, 700 cho em chiếc này nha mọi người. Hàng xịn, sử dụng máy xịn và pin xịn luôn nè. 700 cho em. Mã chiếc này là mã Y5. Y5 cho em nha. Rồi lên cho em mã Y6. Y6 em lên một chiếc của nhà Sonne hiệu nè. Sonne cho em nha, hàng thương hiệu nội địa của Nhật. Full hộp như thế này, hộp zin nguyên bản, có mắt dự phòng, thép không rỉ nguyên chiếc cho em luôn. Cơ automatic có hỗ trợ cốt tay. Đẹp chưa? Hàng này hàng xài lướt nè, size 41. Hàng này có đeo nhưng mà nó lướt nên độ mới nó còn rất cao nha. Đó, khóa là khóa zin cho em, dập hiệu Sonne. Ở đằng sau nó như thế này, chống nước 100m. Stainless, nắp vặn ren chống nước cho em. Có hỗ trợ cốt tay, cơ automatic nè. Đó, vừa tự động vừa có hỗ trợ cốt tay cho những lúc mình không đeo, mình tháo ra để mình lên cốt cho nó, để nó duy trì á. Lộ tim cái phần góc 9 giờ cho em. 4 góc là cọc số La Mã nha, dán hai lòng nè. Size cũng vừa vặn, 41 là cũng không có quá to, cũng không có quá nhỏ nha. Dành cho mấy anh mà mình đeo tầm đó đó, mình đeo được con này cho em nha. Thép không rỉ nguyên chiếc cho em. Full hộp của nhà hiệu Sonne, hàng chính hãng, nội địa Japan nha, hàng chuẩn kiện về luôn. Rồi chiếc này 1,5 triệu cho em full hộp cơ. Em bán hàng full hộp mà bán bằng tiền với hàng không hộp luôn á mọi người, yên tâm là giá không bị cao nha. Giá em là chơi dễ dàng luôn, mua về bán có lời luôn ha. Mã chiếc này là mã Y6, 1,5 triệu. Rồi lên cho em Y7 nha mọi người. Y7 em lên cho mình một chiếc của nhà Valentino cho em đi. Cái này là về một cặp, nhưng mà cái con màu của nam nó xấu càng nè. Mọi người thấy nó bay màu lum lao. Em chưa có test cho pin hay gì luôn á. Cái này em bán một con tặng một con. Đấy, con này nó về nó là như thế này nha. Bên em chưa có mở máy, chưa tác động, chưa bỏ pin luôn. Đó, về thấy xấu là bỏ vô trong đây tặng luôn chứ không bán luôn. Bộ dây này là dây đẹp nè, nhưng mà dây này không có zin, nhưng mà dây này dây của Nhật.
khóa gài thông minh, cái bộ dây này còn lấy lại được nè, lấy lại xài được luôn á. Coi như em bán một cái em tặng một cái hàng full hộp, tại nó lỡ nó sắp vô vậy rồi không có nở nào lấy ra. Size chiếc này là size 26,5, dành cho mấy chị nữ, dáng Rolex niền băm cho em, bản kính lúp nha, cọc số đính kim cương, có chân ở dưới vàng như thế này, kim có dạ quang, trời ơi, nó đẹp, vàng như vàng 18 luôn nè mọi người. Đấy, màu mạ vàng như vàng 18 luôn á. Niền băm cho em, dán Rolex cho mấy chị nữ, kính lúp. Đó. Rồi, có lịch gốc 3 giờ ở đằng sau như thế này, sử dụng bộ máy nội địa dập ben. Bản giống y hệt Rolex của nhà Valentino ha. Rồi em bán một con này hàng full hộp 600. Em tặng cho mình cái con kia, em chưa cho pin chưa gì hết, tặng nguyên bản nó, không lấy lại dây gì hết luôn, chứ không là cái này lấy lại dây xài cũng được á. Nó tặng đại luôn, tại vì sắp sao em để vậy luôn á. Em bán một con tặng một con 600 full hộp của nhà Valentino xịn sò. Mã chiếc này là mã Y7 cho em. Rồi lên cho em mã Y8 nè. Y8 em lên một chiếc của nhà Skyren thương hiệu Đan Mạch cho em nha. Cái này có bộ dây jean, em gửi về cho mình, thích thì mình về mình lắp lại. Em tặng cho mình một bộ dây mới, màu nó rừng giống nhau. Bộ dây của bên em may theo dạng 3 viền chỉ, dạng viên tẹt, dạng như dây cổ về vậy á. Khóa là khóa jean cho em của nhà Skyren. Mặt là mặt xanh navy ha, size 40, dáng mảnh. Thường là Skyren làm rất là mảnh luôn á mọi người. Dòng này là 6,5mm, tức nghĩa là chưa được 1 xăng nữa. Đó. Ở đằng sau như thế này cho em nha. Nắp nó phải ép bằng máy kính nước chống nước 5ATM Onsen Nestis cho em, số seri đầy đủ. Đó, chuẩn thép không rỉ nè. Đẹp chưa, đơn giản tinh tế nha. Mặt xanh trải tia như thế này. Dây em thay cho mình bộ cái màu nó rừng na ná với nhau luôn á. Gửi lại cho mình bộ này, tặng cho mình bộ này luôn, xịn sò con bò. Chiếc này kim có dạ quang nha mọi người nha. Đẹp chưa? 650 cho em, thương hiệu Đan Mạch size 40 của nhà Skyren nè, tặng dây luôn nè. 650 nha, mã chiếc này là Y8. Rồi lên cho em mã Y9. Y9 em lên một chiếc của nhà Thụy Sĩ nha. Thụy Sĩ Bia Khẹt Đinh luôn nè. Đây hộp ngoài như thế này, hộp ngoài sẽ có dập hiệu cho em. Hộp ngoài, hộp trong và kèm thêm một cái ví nhung như thế này, xịn sò con bò cừ luôn. Đó, Bia Khẹt Đinh Montreux nè. Đó, ví là ví nhung cho em, sổ nè. Đó, sổ Swiss Made Montreux Bia Khẹt Đinh cho em nha. Và dây nè, em tặng cho mình một bộ dây da đà điểu. Cái bộ dây em đang để ở trên đồng hồ là bộ dây jean của nhà nó. Đây, dây jean nó sẽ có dập hiệu ở trên phần mặt dây. Và em sẽ tặng thêm cho mình một bộ dây da đà điểu Nam Phi bên em nữa, để cho mình thay đổi luôn nè. Tùy từng mã đồng hồ, mã nào em tặng được là em tặng nha. Size ngang chiếc này là size 30 cho em nè. Dáng phải nói là nó mảnh nè mọi người. Mọi người nhìn nè, nó có chỉ có tầm 3 đến 3,5mm, nó chưa được 0,5cm nữa. Nó mảnh lắm nha mọi người, nhìn nghiêng có thể thấy cái độ mảnh của nhà nó nè. Đó, ở đằng sau như thế này cho em nha. Cái này là bị dính cái gì á, em chà nó ra nè. Keo hay gì á, em chà ra nha, yên tâm. Swiss Made cho em nha mọi người ơi, phiên bản là Bia Khẹt Đinh Cho Mát Rinh nè. Đó, mọi người nhìn nha, từ núm vàng này kia cho nước vàng ở đỉnh của chóp. Đẹp chưa? Mọi người nhìn biểu tượng của nhà đây nè. Bình thường Bia Khẹt Đinh sẽ không có chữ Swiss Made trên này đâu. Bản này nó có chữ Swiss Made luôn nè. Mặt hai lòng viền ngoài cho em luôn.
Vì ngoài sẽ làm thông số để mình dễ nhìn phút nha. Ở trên cho em dây có bảng lời vàng, chiếc này bọc vàng nguyên chiếc nè. Đó, khóa là khóa zin dập hiệu cho em xịn sò con bò. Dây zin, khóa zin, chiếc này zin nguyên bản và độ mảnh phải nói là nó mảnh như lá lúa luôn á. Size 30 cho mấy chị nữ đeo phải nói không sang, không lấy tiền luôn. Máy là máy Thụy Sĩ vàng ươm. Quá xứng đáng đồng tiền nha, cái này bỏ ra cả chục triệu mới mua được một con mới á. Một con hiệu này á, hiệu Pháp, máy Thụy Sĩ, bia kịch din, hàng hiệu, dáng thanh mảnh. Một chiếc duy nhất, mua một con tặng một con, ấy lộn, mua một con tặng một bộ dây da đà điểu xịn sò Thụy Sĩ cho em. Thấy chưa? Rồi, full nhớ này cho em, mua một dây tặng một cái này 750 ngàn nha. 750 giá quá là rẻ luôn á, bộ dây 150 rồi nè. Máy Thụy Sĩ phải nói là đỉnh. 750 cho em, mã chiếc này là mã Y. Y9. Lên cho em mã Y10 nha mọi người. Mã Y10 cho em nè là một chiếc của nhà T-Med. T-Med cho em nha, bản này cũng là bản chưa có xài. Bản chưa có xài cho em, còn siêu nè, lột ra em sợ chày em uổng quá. Nên là em để luôn cái siêu cho mình á. Size ngang là 42,5. Size 42,5, cái này bản là bản Chronograph, có cái 1/20 set nè. Đấy, ấn nút là cái này nó chạy nha. Ấn nút là kim Chronograph nó chạy nha. Còn kim chính nó chạy là kim dưới này cho em nè. Một góc lịch xéo cho em như thế này. Hàng chưa xài. Cái này nó nằm trong kiện hàng new á. T-Med của Mỹ nè. Dây nè, ở trong là bằng da, ở ngoài là phủ giải giải bố, giải dù á nha mọi người. Nên nó sẽ rất là bền. Khóa là khóa zin cho em luôn. Chất là chất thép nhám lì lì á. Rất là ok la. Quá đỉnh của chớp. Đẹp chưa? Nhìn dây nè, dây có lỗ khoen đầy đủ nè, nhìn nó men ha. Size 42,5 cho em T-Med. Kim có dạo quang xem giờ ban đêm. 750 hàng chưa xài cho em. 750 nha, dòng 6 kim đã hoạt động full kim. Hàng chưa xài, bán bằng tiền hàng xài rồi nè. 750 cho em, mã chiếc này là mã Y10. Có một con duy nhất. Rồi, lên cho em mã Y11. Y11, em lên tiếp cho mình một chiếc của nhà DW xịn sò con bò. DW hàng chưa xài cho em, của mấy chị nữ, vỏ vàng hồng sang chảnh nè. Size ngang chiếc này là 32 nha. Size 32 cho mấy chị nữ sang chảnh, khóa gầy thông minh, dập hiệu, có tát đầy đủ luôn. Đó, cọc kim vàng hồng. Ở đằng sau như thế này, phiên bản classic. Trời ơi, nó đẹp. Đẹp nè, mấy chị đeo màu vàng hồng nè. Đó, lên tay cho em nha. Cọc kim vàng, dây vàng hồng. Đấy, lụa vàng hồng cho em, sang chảnh, dáng mảnh, size 32 của mấy chị nữ nè. Ở ngoài đẹp hơn trong live, em quay rất là nhiều nha. Trong live là mở đèn nó sáng, ở ngoài là cái màu vàng hồng nó đậm hơn, nó đẹp hơn. Hàng chưa xài, không hợp. Lụa vàng hồng cho em luôn. Size 32 em để cho mọi người 700. Bán bằng tiền cái hàng xài rồi á, DW mà xài rồi vẫn người ta vẫn bán giá này luôn, mà cái này chưa có xài. Cái nước vàng vàng hồng nó còn nguyên luôn á. 700 cho em, mã chiếc này là mã Y11. Lên cho em mã Y12. Y12 em lên tiếp cho mình một con của nhà Diesel.
đi sale cho em luôn. Chiếc này em thay cho mình bộ dây cá sấu rồi nè. Bộ dây cá sấu vân nè, vân đẹp chưa? Vân liên kết như mai rùa nè, như mai ghẹ, mai gùa luôn á. Dán vuông cho em luôn. Size ngang là 37,7, dọc là 34, đo luông càng là 46. Cái chiếc này là theo kinh nghiệm của em á, là mấy anh mà đeo từ 41, 40 đổ về đeo được nha. 38, 39 bon chen được luôn. Đây biểu tượng cho em nè, biểu tượng nè. Con này là về máy jean luôn nè, máy Thụy Sĩ nè. Máy jean luôn cho em. Và là khóa jean, mỗi cái cọng dây là em thay thôi. Đấy, em về là em hay thay dây lắm. Tại vì dây mà không đẹp là em thay à. Và dây của em là dây xịn nha, xịn hơn cả dây jean luôn, cho nên không phải lăn tăn. Da cá sấu siêu mềm, có phủ thảo mộc. Đấy, rất là mềm cho em luôn. Con này có dạo quang đuôi kim nè, xem giờ ban đêm, có cái phần nẹp vàng của chữ Diesel bên này. Và cái vị trí số 3 là hàng vị trí số nổi cho em nè. Đẹp chưa? Thép đúc khóa zin nguyên bản, đã thay dây cá sấu vân nè. Hàng này là vân này, vân mới về á, vân mai nè, đẹp quá mọi người. Xinh xịn sò cho em luôn á. Rồi chiếc Diesel này em để cho mọi người làm 850 nha. Máy Thụy Sĩ, bản Thụy Sĩ 850 cho em. Bộ dây cá sấu này 200.000 rồi đó mọi người. Dây bên em không đeo mà không được 2-3 năm trả lại luôn thật sự. Mã chiếc này là mã Y12 cho em. Rồi lên cho em mã Y13. Y13 em lên tiếp cho mình một chiếc của nhà Senko. Đây, Senko nha mọi người. Chiếc này là không phải nó đeo đâu, mà nó để, nó trưng bày ở trong shop của Nhật á. Tự động cái bộ dây jean nó sẽ mục theo thời gian. Thành ra em đã thay cho mình một bộ dây da đà điểu rồi. Bản này bản mạ vàng trắng nè. Senko bản mạ vàng trắng, mặt hoa hòe cho em, đẹp dã man luôn. Size ngang chiếc này là size 24, dọc là 22, luông càng là 29, vỏ mạ vàng trắng nè. Nhìn là phát là biết ngay. Bên trong mặt nè, mắt xích như này cho em nè, Senko. Ở đằng sau nè. Đấy, có ký niệm, có ký hiệu BDB là ký hiệu màu vàng trắng nha. Da là da đà điểu xịn sò con bò cừ. Khóa là khóa jean của nhà Senko, bản này khóa vàng trắng luôn nè. Em đã thay cho mình một bộ dây da đà điểu hàng xịn Nam Phi cho em nha. Độ dẻo, độ dai có đủ. Đó. Hàng nó sẽ không bị dợp như là cái mẫu hàng jean nữa, hoặc mẫu dây jean nữa. Full hợp dạy cho em, đi tặng được luôn. Có sổ, có catalog đầy đủ, hàng trưng bày của nhà Senko, máy jean, pin xịn. Thật sự đáng đồng tiền mình bỏ ra khi mình mua một chiếc tặng như thế này luôn á. Rồi bản mạ vàng trắng cho em của nhà Senko em để cho mọi người là 650.000. Em bán bằng tiền với bản thường luôn á. Bán bằng tiền với hàng không hợp luôn. 650 cho em. Mã chiếc này là mã Y13. Rồi tiếp cho em mã Y14. Y14 em lên cho mình một đây. Y14 em sẽ lên một cặp nha. Đây, một cặp của nhà DW. Cái tát của con DW Dow bự này em có giữ nha. Tại vì bây giờ em like, em chưa có đứng dậy em lấy được á. Tại cái lúc em thay pin em lột cái tát nó ra. Cái tát nó cột vào cái khóa nè. Thấy không? Đó. Khi nào đi đơn em sẽ gắn trả lại cho mình cái tát, mà yên tâm luôn cho em. Hàng này là hàng nguyên tát.
hàng nguyên tát không hợp. Em lên cho mình bản dây dù dạng sỏ vỏ vàng hồng classic nè. Đấy, một chiếc là size 41 và một chiếc là size 36 cho em luôn. Mình lấy chiếc nào thì mình báo cho em nha. Đó, chiếc size 41 là 750.000, chiếc size 36 là 650.000, lấy nguyên cặp em tính 1.300.000. Đó, hàng chưa xài nha mọi người, em nhắc lại lần nữa là hàng chưa xài nguyên tát, hàng chính hãng cho em, DW sử dụng máy vàng, khóa là khóa zin cho em, hai bên vỏ vàng hồng, khóa trên vàng hồng như thế này luôn, dây bản dù dạng sỏ rất là dễ cho mình vệ sinh ha. Đeo xong mình có thể tháo ra giặt đồ luôn, đằng sau còn tem cho em nè. Đó, rất là xịn sò. Thay vì mọi người phải bỏ cũng giá đó mà mọi người chỉ mua được cái con cũ thôi, mà trong khi cái con của bên em là hàng chưa có xài, cho nên là mọi người sẽ lợi được về chất lượng rất là nhiều. Cái này mới ở trong hãng bán 5.000.000 một con á, mà em bán nguyên một cặp có 1.300.000. Thật sự là nó không bằng một góc của bên hàng, một cái con của giá hàng hãng nữa. Đó, một chiếc size 36 và một chiếc size 41. Cái này anh nào, chị nào, mình đeo size nào mình báo ha. Lấy lẻ thì là nợ, thì con bự 750, con nhỏ 650 cho em, và nguyên cặp là 1.300.000. Nguyên tát, cái này tát em sẽ gắn khi em đóng hàng, yên tâm nha. Mất là đền, vỏ vàng hồng cho em, cọc kim vàng hồng, xịn sò con bò luôn. Mã chiếc này là mã, em để mã đây là Y14 là chiếc bự, Y15 là chiếc nhỏ nha. Đó, Y14 750, Y15 650. Còn mọi người nói nguyên cặp thì mọi người chỉ cần báo là DW dây dù nguyên cặp là em hiểu rồi ha. Hoặc đọc mã 14, 15 là ok la. Đó, Y14 750 và Y15 là 650, nguyên cặp là 1.300.000. Hàng chính hãng của nhà DW, chưa xài nguyên tát. Rồi lên cho em tiếp nè, mã Y16. Y16 em lên cho mình một chiếc của nhà Tudonco. Tudonco phiên bản cái mặt đầu lâu vàng ươm cho em nè, cọc số nổi nha, và nó xen kẽ giữa cọc số vàng và cọc số đen. Viền là viền vàng băm như thế này. Đấy, viền vàng băm như thế này cho em. Mà mọi người thấy nó băm giác cạnh không? Tạo hiệu ứng lấp lánh. Size ngang chiếc này là size 50.7. Size 50.7 cho em, núm zin nè, núm dập hiệu Tudonco. Khóa zin cho em dập hiệu nè, khóa 2 gọi là khóa 2, gọi là khóa 2 gì? Khóa 2 đường á. Ở đằng sau cho em nha. Đây là dòng Tudonco Hero Ren nè, chắc cái chất liệu là Hero Ren nè. Đó, hai step tẹp polycarbonate nè. Cái này là chất liệu mới, bây giờ ta nghiên cứu để làm đồng hồ á. Chống nước 100m cho em nha, dạng bắt ốc nè. Cái chất liệu này sẽ không có làm rỉ được. Đó, cọc số nổi bự hầm hố cho em, dây cao su khóa vàng, viền vàng. Em thấy nó đẹp quá mọi người ơi, thật sự luôn á. 700.000 cho em nha, máy xịn nè. Mã chiếc này là mã Y16 700. Rồi lên cho em mã Y17 nha mọi người ơi. Y17 em lên cho mình một chiếc của nhà này. Chiếc này là thương hiệu Mossberg. Đây, đây, hàng full như này cho em, không có hộp nhưng mà nó là còn nguyên tát nè. Đấy, cái này hàng chưa có xài luôn nha mọi người, chưa có xài luôn cho em nhập nguyên lô new á. Đó, nguyên tát cho em nè, mã vạch và có hình ảnh minh họa và số series luôn nha. Size ngang là 34. Size ngang 34 cho em, còn siêu chưa bóc.
dáng thanh mảnh, còn siêu chưa bóc. Ở đằng sau cũng còn siêu luôn cho em nè. Size 34, dây jean cho em này, dây dạng bắt bản lề tán đinh trên dưới. Mọi người nhìn nó rất là có một cái cá tính riêng, có một cái stylist. Đó, hàng chưa xài cho em nội địa nha, máy vàng ươm. Xài máy nội địa xịn á, chưa có xài, bán bằng tiền hàng xài rồi nè. Đẹp chưa? Bản dây trắng, bản dây đen cho em trên dưới bản lề, núm chưa? Núm chưa bóc keo luôn nè mọi người, thấy không? Đó, zin nguyên bản cho em 600. Bán quá rẻ luôn, một chiếc new mà giá thật sự luôn á. Rẻ rời, vừa chơi. Cái này mấy chị nữ siêu tầm cho em. Thật sự, lâu lâu có một lô new à. 600 cho em, mã chiếc này là Y17. Rồi lên cho em mã Y18. Y18 em lên một chiếc của nhà hiệu Fixi. Fixi cho em niềng xoay tọa độ được nè. Thép không rỉ, thép đúc toàn thân không rỉ cho em nè. Size chiếc này là 44,7, lo cả viền không tính núm. Bản này là bản pin Laker nha. Bản pin Laker cho em, tức nghĩa là cái bộ cơ á, nó hỗ trợ khi mình sử dụng thì là cái kim rốn nó sẽ chạy trôi như là một cái đồng hồ cơ vậy á. Đây nè, mình lắc mình chạy là nó sẽ trôi như một cái đồng hồ cơ. Còn bên này đồng hồ chính nó sẽ chạy pin, để cho dành cho mấy anh mà thích lộ cơ nhưng mà vẫn muốn đúng giờ và không thích lên cót, không thích phải canh này kia. Nói chung là cứ muốn phải đeo là nó đậy, là nó chạy đúng giờ, cứ muốn đeo là nó đúng giờ thì là lấy ngay cho em chiếc này. Đó, khóa là khóa zin cho em của nhà hiệu Fixi, là nó sẽ làm như một chiếc đồng hồ cơ nhưng mà nó có pin hỗ trợ nên nó luôn đúng giờ nha. Đằng sau nắp vặn ren chống nước Senesis cho em số series đầy đủ. Chống nước 100m nè. Fixi dập luôn cho em, không phải in đâu mà dập nha. Nắp vặn ren chống nước, đó, bản 2 kim rốn. Cái này mọi người thấy không? Bây giờ hiện tại là 2:30-32 nè. Một góc lịch lọc em chưa kịp chỉnh lịch nè, bữa nay là qua hai tay chưa chỉnh nè. Thôi để chỉnh luôn cho nhanh. Đó, 31-1-2 nè. Rồi, thấy chưa? Pin Laker cho em của nhà Fixi. Fixi là thương hiệu hàng nội địa của Japan. Đấy, rất là nhiều dòng Fixi em về, có cả dòng cơ chuẩn luôn và có cả dòng pin Laker, bán cơ bán pin luôn á. Rồi lên cho em chiếc này. Em để cho mọi người 1,2 triệu. Cái này các sàn khác họ đang bán 1,4 triệu á. 1,4-1,5 triệu là rẻ mọi người. 1,2 triệu cho em, giá rất là nhẹ nhàng tình cẩm nha. Mã chiếc này là mã Y18. Rồi lên cho em mã Y19. Y19 nha. Em lên một chiếc full hộp. Cái này là bản gì hiệu Deluxe Chronometer. Này là hàng nội địa của Japan nha. Hàng nội địa được bày bán trong cửa hàng Japan. Này là sản xuất cho người nội địa dài nè. Da hộp, cái hộp nhìn như là hộp da rắn vậy mọi người. Đó, cái màu dây là cái màu dây zin về sau bên em để vậy. Cái màu dây là cái màu dây kiểu cam sữa nha. Cái này lên tay phải nó tay rất là tay luôn cho em. Dán oval, vỏ mạ vàng, dán oval bên trong cọc số la mã nha, bản 2 kim. Size ngang 27, dọc 29,6, luôn càng là 36,7. Khóa vàng ươm cho em như thế này. Mặt cam sữa, dây cam sữa luôn. Đẹp không? Xinh không? Quá xinh. Xinh sò. Chiếc này em sẽ tặng thêm một bộ dây tùy màu mình chọn ha.
Có thể là em nghĩ là nâu hoặc đen nó sẽ hợp. Đó, tặng thêm một bộ dây để cho mình trải nghiệm nhiều màu nha. Ở ngoài cái màu cam sữa nó đậm hơn một xíu, đậm hơn cái video em quay cho mình. Xịn sò máy Nhật, máy Miyota ha, hàng xịn, lót nhung full hộp nè. Không xịn, không lấy tiền luôn á mọi người. Đó. Tặng thêm một bộ dây đen hoặc nâu. Chiếc này 600 cho em nha, 600. Hàng nội địa chỉ là sản xuất trong nước Nhật thôi á. Mã chiếc này là mã Y19600. Rồi lên cho em mã Y20. Y20 em lên tiếp cho mình một chiếc của nhà Aramid nè. Aramid vỏ vàng hồng cho em nha, phiên bản kim xăng. Kim xăng là kim 12-24 giờ và một góc lịch 3 giờ. Cọc kim vàng hồng, vỏ vàng hồng. Size 38. Size 38 cho em dây dập vân da trúc màu nâu sô-cô-la nè. Đó, khóa vàng hồng của nhà Aramid luôn. Ở đằng sau nha, bản kỷ niệm gì 40 năm hay gì anniversary, phiên bản limited năm 2011 nè. Đó, on Senesis cho em nha mọi người ơi. Máy dập Ben Marvin số series đầy đủ, bản limited của nhà Aramid. Ủa đo sai rồi, cái size này nam nữ dùng chung cho em, bản unisex. Nam tay nhỏ, nữ thích to, size 38, dành cho mấy chị mà đeo được MK Max Jacob sẽ đeo được chiếc này. Hoặc mấy anh cổ tay nhỏ mình đeo từ 38 đổ về đeo được chiếc này cho em nha. Dây dập vân sô-cô-la hàng xịn cho em, dập hiệu Aramid nè. Đó, đẹp chưa? Phiên bản kim xăng là kim 12-24 giờ. Khi nào dời trên này chạy thì nó sẽ nhích nha mọi người nha. Đó. Rồi lên cho em chiếc này vỏ vàng hồng, quá sang, cọc kim vàng hồng, bản kim xăng. 750 cho em, zin nguyên bản, dây xịn sò mới cống luôn. 750.000. Mã chiếc này là mã Y20 cho em. Lên cho em mã Y21. Y21 em lên một chiếc full hộp lụa vàng. Full hộp lụa vàng cho em. Đây là sổ hiệu của nó nè. Sổ hiệu nè. Đây là hiệu Eleven Sea Sweet nè. Thương hiệu có con ngựa nha. Thương hiệu có con ngựa cho em luôn. Có sổ luôn nha. Lót nhung cho em, hộp dáng dài lót nhung bản lụa vàng. Đây, có đính 2 viên kim cương cho em nha. Đính 2 viên kim cương máy Thụy Sĩ, size ngang 23,2, núm đính đá đen ở đằng sau như thế này. Elevency. Đó. Khóa gài thông minh. Chiếc này là do là nó về vận chuyển nó có hơi bị dập phơm nè. Nhưng mà nó nằm ở đoạn đuôi khóa nên là không ảnh hưởng gì. Ví dụ như mà tay mọi người làm sao mà tay mọi người tới đây được, không lẽ bự tới đó. Thì tay mọi người mà lên tới trên này thì mình kéo lên tới trên này mình sẽ che được cái khuyết điểm này ha. Tại bán thì phải nói thôi chứ thực chất là nó không ảnh hưởng gì hết. Tại vì mình đeo là chủ yếu cái đoạn đầu. Đó, chủ yếu là cái đoạn đầu, còn cái đoạn đuôi khóa là mọi người đã gặp vào trong tay mọi người rồi á. Cái này là nó có lên ván dầu, bên em có lấy cái kem đánh răng đánh ra cho mình nè. Đấy, nên nó cũng sẽ còn lại những cái vết ván dầu nhẹ nhẹ sâu vào bên trong á. Thì không xử lý được thôi. Đó. Nói chung là tình trạng nước vàng vẫn còn ok. Theo em đánh giá hàng si như vậy là còn chấp nhận được. Hàng máy Thụy Sĩ cho em lót nhung như này. 500 nha, không thôi nó 7-800 á, có khi 850 luôn á, bản kim cương mà. Đó, 500 cho em nha mọi người ơi, mã chiếc này là mã Y21. 500 Y21 nè. Rồi lên cho em mã Y22. Y22 em lên cho mình một chiếc của nhà Adidas full hộp.
Adidas full hộp có cái sổ như thế này. Khóa gài thông minh, cái này sàn khác em thấy bán 1 triệu luôn á. Size ngang là 38,2, dọc là 39,9, có nghĩa là 40 á. 38,2 nhưng 40 cho em. Dây khóa gài thông minh, khóa dập hiệu, khóa dập hiệu biểu tượng nè, vỏ vàng ươm thép đúc đằng sau, nắp vặn ren chống nước. Đó, đẹp chưa? Hàng này em cảm giác là dạng lướt nhẹ nè, có đeo lướt nhẹ nha. Đó, núm là núm jean cho em như thế này, hàng jean nguyên bản. Hàng jean nguyên bản, bản lụa vàng như thế này của nhà Adidas, xịn sò con bò. Sang quá mọi người ơi, thật sự. Và nó ở trong thì nó cũng sẽ có sổ các thứ như thế này. Rồi lên cho em chiếc này. Em để cho mọi người là 780.000. 780 cho em, hàng bản vàng full nè. Bản vàng mà full hộp, mà nó là full toàn thân từ vỏ tới mặt luôn nha. Đó, 780 cho em nè. Mã chiếc này là mã Y22. Lên cho em mã Y23. Y23 em lên cho mình một chiếc của nhà này. Đây là dòng Marie Kelly. Marie Kelly cho em hiệu Pháp, vỏ vàng, mạ vàng trắng và mạ vàng 14, 16, 18K gì đó. Size 21 cho em nha. Mặt hãm trai nè. Đeo như đeo tiểu, như tiểu thư luôn thật sự. Đấy, dây nè đẹp chưa? Mạ vàng trắng với lại mạ vàng 18 nè. Đằng sau như thế này nha. Marie Kelly là thương hiệu của Pháp. Đó, BDB này là mạ vàng trắng cộng OR nè, thấy không? Hiệu Pháp Berry nè. Đây là có khóa gài thông minh để chống tuột ra khi mình bung khóa luôn nè. Đẹp chưa? Núm đính đá và đính đá xanh cho em, vỏ vàng ươm. Sáng bưng bừng bừng, đeo như tiểu thư đeo. Mặt khảm trai cho em hiệu Pháp, mạ vàng trắng và mạ vàng 18K đồ mi mix với nhau. Chiếc này 550 cho em hiệu Pháp nha. Vỏ quá xịn và quá mới, quá đẹp. Mã chiếc này là mã Y23. Lên cho em mã Y24. Y24 em lên một chiếc của nhà này. Đây là dòng Ricucci cho em, bản xanh Navi. Cái cơ này là cơ 7 kim nè, mà 4 kim xếp một hàng ngang, size 47 nha. Size 47 cho em, da đà điểu, khóa nè. Khóa thép cho em, cái này khóa không biết zin hay không nha, mà da đà điểu là em thay. Đó, cọc kim có dạo quang nè, dạo quang sáng rực luôn, xem giờ ban đêm. Lịch là lịch thượng, hai ô cửa sổ nè. Bên này là cái kim gì ta, năm hả? Cái này năm nè, phải không ta? Không biết nữa nè, mà có hoạt động. Cái này tháng nè, cái này 12-24 giờ. Và cái này thứ cho em. Hai núm chỉnh trên này là để vặn xong mới chỉnh nha. Còn đây là cơ automatic có hỗ trợ có tay. Ở đằng sau như thế này, bản thép nè, lộ máy đằng sau. Hiệu sẽ dập dưới kính cho em nha. Nắp là nắp vặn ren chống nước bản lục lăng, chống nước 5 ATM, số series đầy đủ. Đó, đẹp chưa? Rồi lên cho em chiếc này. Size 46 phẩy mấy, đường 47 nè. Ricucci, hàng nội địa cho em nha, cơ 7 kim. Chiếc này em để cho mọi người là 1,5 triệu. Cơ 7 kim 1,5 triệu cho em của nhà Ricucci. Mã chiếc này là mã Y24. Rồi lên cho em mã Y25. Y25 em lên một chiếc cho mình của nhà Baby G nha. Baby G mà em nói thật với mọi người, vỏ trắng mà nó mix với lại cái thủy vàng, mặt vàng á, thì không có gì mà sang bằng luôn, em nói thật. Vỏ trắng là đã sang rồi.
Size ngang cho em là 40,3, không đo viền rìa nha. Còn đo rìa như thế này là 45 nè. Nhưng mà không ai đo như vậy chứ, người ta đo như vậy không à. Có 397 nữa hả? Từ từ. Đo sát mí luôn là 40,5. Có đèn nè, mọi người thấy đèn không? Đẹp chưa? Có đèn luôn nha. Đó, thủy vàng ở trong, chống nước 200m. Bản điện tử nè, dây nè, vỏ trắng tinh luôn, dây vàng nè, khóa vàng chứ lộn. Ở đằng sau như thế này nha. BG6901. Đó, dạng bắt ốc cho em như thế này, núm vàng, xung quanh là núm vàng. Lên tay cho em đeo nè, cái này người lớn nít gì đeo được hết á. Sang không? Cái này đi tập là má la luôn á. Trời, em thấy cái nguyên cái mặt vàng là em ưng rồi, thật sự. Quá đẹp. Đẹp quá. 600 cho em nha, không sang, không lấy tiền luôn. 600, mã chiếc này là mã Y25. Rồi, Y26. Y26 em lên một chiếc của nhà Nissan. Nissan phiên bản độc lạ, màu quá đẹp. Màu phải nói là đỉnh cao của nghệ thuật. Size ngang cho em chiếc này là size 44. Đo cả rìa là 48, có nghĩa là mình đo cái núm luôn á. Chứ mình đo đúng của nó chỉ có 44-45 thôi. Đó. Rồi bản màu dây phối màu, phải nói là ai mà đam mê màu sắc ha, đam mê nghệ thuật ha, là lấy cho em chiếc này, em đỉnh quá đỉnh mọi người. Khóa zin cho em nè, nguyên tát của nhà Nissan, tát là 125 đô, là 3 triệu đúng không ta? 125 đô, đúng rồi, 3 triệu á, mới nè. Chiếc này là hàng chưa có đeo nhau, đằng sau còn tem nè, còn tem chưa có đeo cho em luôn. Nó là 100m, nó là sử dụng chất liệu poly carbon nè, khóa nè, dây cao su silicon xịn sò, bóp dẻo dẻo luôn nè. Bắt ốc á, lộn, bắt cái dập cái hiệu đây nè, đẹp quá mọi người. Cái màu này màu navy mà nó mix với lại màu xanh nước biển á, trời, em nhìn em nói thiệt mọi người, như một bức tranh, đẹp quá. Có nhiệt độ luôn nha, như một bức tranh. Chiếc này em bán 800, quá đẹp. Không có tiền đâu ra chiếc thứ hai mọi người ơi. 800 cho em, hàng chưa xài. Mã chiếc này là mã Y26. Lên cho em mã Y27. Y27 em lên cho mình một chiếc của nhà này. Đây là dòng Angel Hearst. Dòng Angel Hearst bỏ vàng hồng cho em, size 23. Size 23 dáng mặt khảm trai nha. Mọi người nhìn cái six case, trái tim và hai viên xoàng, nó chạy lên chạy xuống như thế này nè. Xoay tới xoay lui, chạy lên chạy xuống nè. Ở dưới này cũng vậy luôn, bên này là ngôi sao. Đẹp quá. Vỏ vàng hồng cho em xung quanh là núm là màu trắng sữa nha. Đó. Mặt bên trong là khảm trai nha. Dây nè, dây thép vàng hồng xịn sò, khóa bướm bấm nè. Thấy không? Bật nắp ra như thế này. Ở đằng sau như thế này cho em Andrew Hurst nè. Onsen Exit chống nước bay cho em. Đây là thương hiệu thiên thần trái tim á. Dịch ra là như vậy, lên tay không sang, không lấy tiền mọi người, nó chạy lên chạy xuống nè. Sang quá nha. Quá sang luôn á mọi người. Chiếc này cho em nha mọi người. 550.000 Angel Hearst. Thép đúc vàng hồng cho em, cái nút vàng này đeo biết nào cho hư nổi. 550.000 cho em, mã chiếc này là mã Y27 cho em nha. Rồi Y28.
Y28 em lên cho mình một chiếc của nhà thương hiệu con dê nè, thương hiệu Obinenko. Thương hiệu Obinenko con dê bản 6 kim một góc lịch lọc. Đây. Khóa dập hiệu, khóa bướm bấm dập hiệu cho em luôn. Ở đằng sau nắp vặn ren chống nước Obirenko 1996 nè. À, đẹp chưa? Chống nước 100m cho em nha, nguyên một cái bản đồ của nhà Obirenko luôn nè. Đẹp quá. Hoa văn nhà màu này là gọi là màu mỡ gà. Màu mỡ gà cho em, thép đúc không rỉ nguyên chiếc bản 3 kim núm nè. Đấy, núm là núm dập hiệu con dê cho em nha. Size chiếc này là size 43,7. Size 43,7, kính có giắc nè. Kính là hai giắc hai lớp luôn, một lớp dưới, một lớp trên luôn á. Đẹp chưa? Dày dặn cho em, cái này theo cái gu tinh tế lịch sự, lịch lãm của nam đi làm đi chơi được hết cho em luôn. Hàng hiệu Obirenko một góc lịch lọc. 900 cho em bản thép đúc nguyên chiếc nha, hàng hiệu nha. Cái này mà cơ là 2 triệu đó. 900 cho em, mã này quá xịn. Mã chiếc này là mã Y28. Lên cho em mã Y29. Y29 em lên một chiếc của nhà này. Đây là dòng trước xa đi, sử dụng máy V8 nha mọi người. Máy phải nói là đỉnh của chóp, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu nha. Để em kiếm cái hình máy. Đây. Cái máy đó nè. Máy V8 cho em xịn sò con bò. Cái máy này mắc tiền lắm mọi người. Máy này phải nói là quá mắc luôn á. Sai ngang là 28,4. Dọc là 27,2. Luôn càng là 35,2 cho em. Một góc lịch lọc cho em của nhà Swissmade Trussardi. Đó. Khóa nè. Khóa dập hiệu cho em Trussardi như thế này. Thép đúc dập hiệu. Ở đằng sau nè. Khóa bướm bấm, ấy là khóa bướm giật. Đây đằng sau như thế này nha. Hàng phải nói là hàng chuẩn xịn. Swissmade Trussardi. Dạng bắt ốc, một góc lịch lọc cho em, mặt màu ghi xám tay là tay luôn. Đẹp ha. Đeo nó ôm form nè, nó ôm tay lắm. Cái này cổ tay mấy anh nam nhỏ nè, mấy chú đeo nè. Hoặc là mấy chị đeo cho em nha. Cổ tay mấy chị mà thích to á. Gu to. Máy V8 xịn sò luôn á. Thật sự chiếc này Trussardi hàng hiệu. Máy V8 cho em hiệu Ý. Chiếc này em để cho mọi người là 800 nha. Cái máy V8 không xịn, không lấy tiền mọi người luôn. 800 cho em. Mã chiếc này là mã Y. Y29 cho em 800. Lên cho em mã Y30. Y30 em lên một chiếc của nhà con này đi. Con này là con Orient, vỏ mạ vàng, vỏ bọc vàng, mặt vàng trải tia nè. Size ngang là 30,4. Ở đằng sau như thế này, Orient nè, có ký hiệu bọc vàng RB nè. Da là may viền cho em nè. Khóa về sau bên em gắn dậy, dán thanh mảnh nha. Đó, đẹp chưa? Của nhà Orient, xịn sò con bò cừ. Quá đẹp. Chiếc này em để cho mọi người là 450, hàng chính hãng của nhà Orient, 450. Máy xịn nha, vỏ mạ vàng xịn. Mã chiếc này là mã Y. Y30 cho em 450. Lên cho em mã Y31. Y31 em lên một chiếc của nhà này. Đây là dòng của nhà Casio.
Casio mặt xanh thủy bản 2 lịch nè. Size 37 nha. Bản 2 lịch size 37 cho em. Dây xịn, bộ vỏ zin, khóa zin. Cái này ở đằng sau về nó hơi bị ghẻ mông ở đằng sau nè. Đây nó hơi bị ghẻ ghẻ mông nè. Cái này em bán chắc không tính tiền cái vỏ luôn quá. Chiếc này bình thường là 450 á. Nó bị ghẻ mông nhưng mà ai mà không quan trọng á, mình chỉ quan trọng dây vào mặt á thì mình đeo lên giày không ai thấy hết nha. Đó, không hề thấy luôn. Đấy, bộ dây zin nè, chưa tính tiền bộ máy 2 lịch nữa. Em bán 220 cho em nha. Trời ơi, phải nói là quá rẻ. Casio chính hãng 220 bản 2 lịch. Mã chiếc này là Y31. Y32. Y32 em lên tiếp cho mình một chiếc của nhà này. Đây là dòng nội địa hoa hướng dương nè, của hãng Nastio, máy Nhật. Mặt là mặt hoa hướng dương, vỏ mạ vàng, size 22 cho em nha. Ở đằng sau như thế này. Máy dập bên, dây là dây xanh lá rêu nè. Đẹp chưa? Dễ thương không? Mấy chị nữ sưu tầm cho em mấy dáng này, nhìn hoa hòe, nhìn nó nhìn phát biết mùa xuân luôn á. Rồi lên cho em chiếc này, em để cho mọi người 350, 350 cho em, quá đẹp. Mã chiếc này là mã Y32 cho em nha, 350. Rồi Y33. Y33 em lên một chiếc của nhà Senco. Lady Senco dạng quý bà Lady nè. Size chiếc này là 33,8, dáng rất mảnh luôn. Cái độ mảnh nó chỉ có 4mm thôi mọi người, chưa được 0,5cm nữa. Dây đồ mi cho em, viền đồ mi, khóa zin dập hiệu. Ở đằng sau dạng mặt bát quái nè. Đó, Senesis dập bên, sử dụng máy 5B31. Cọc số la mã, dạng mặt hai lòng của nhà silicone. Đẹp chưa? Đó. Thấy không? Senco dáng siêu mảnh, zin nguyên bản của nhà Landy. Chiếc này em để cho mọi người là 400. Quá đã. 400 cho em, mã Y33 hàng xịn. Y34. Y34 em lên một chiếc của nhà, ủa đâu rồi, tự nhiên nằm đây. Chiếc này là chiếc của nhà Maxacos. Bữa trước em lên phiên bản nhỏ, bữa nay em lên phiên bản bự, con này em về nhiều lắm nè. Size 36 cho em, 35,8 là 36, hàng chính hãng của nhà Maxacos. Nguyên tát cho em, hàng không hợp, nguyên tát chưa xài. Bản dây da, mặt xuyên thấu vòng ngoài ha. 4 cọc cho em là thương hiệu của nhà Maxacos bằng chữ cái nè. Ở đằng sau còn nguyên tem chưa bắt, chưa bóc ra xài luôn cho em luôn. On Senesis, chống nước 5 ATM, khóa zin dập hiệu, dây zin dập hiệu, size 36. Thấy chưa? Nhìn nó cá tính, nhìn nó hay hay. Đó. Bữa trước em bán 650, 700 gì đó. Bữa nay nhiều quá, em bán 500 một con đi. 500 cho em, mắc bay, mắc da cốt, hàng new chưa xài. Trời ơi, bán rẻ rời luôn á trời. 500 cho em, mã chiếc này là Y34. Lên cho em mã Y35. Y35 em lên một chiếc của nhà Adidas. Adidas cho em nha mọi người. Mà con này về bỏ pin bị đứt nét nè. Con này về bỏ pin nó đứt nét ở trên, ở dưới bình thường. Nhưng mà chiếc này thì em không có chỉnh được cái giò chính của nó. Thành ra là em bán tự sự. Size 36,3 nhưng cho 33,3. Tại vì bấm nút xong rồi là kiểu nó hơi kiểu đứt nét nữa, mình không biết đường mò. Còn cái bấm giờ thì ok nha.
Đấy, chạy bấm giờ thì ok. Em bán bằng tiền bộ vỏ, bộ dây thôi á. Chưa có xài nguyên tát nè. Bữa trước em bán con kia y chang vậy luôn là 700 á. Nè, tát là 17.000 in nè. 17.000 in là 3 triệu rưỡi nè, mua mới nè. Núm hai màu candy cho em xanh navy nè. Chưa có xài nha mọi người mà nó bị nứt nét. Với lại cái số này là cái gì mà bấm, nói chung là em không rõ múi giờ này là múi giờ gì. Nói chung bán tự xử á, trong tình trạng như thế này bán tự xử cho em luôn. Bữa trước em bán con kia 3 700, 700 là nguyên hiện trạng đấy, nguyên hiện trạng và còn sử dụng được. Chứ này em bán 300 tự xử riêng cái bộ vỏ này nè. Bộ vỏ với bộ này là đủ tiền mọi người luôn rồi đó. Vốn của em về 400 mà em bán 300 là em lỗ đó. Còn cho thêm cục pin nữa. 300 cho em mã Y35 tự xử. Rồi lên cho em mã Y36. Y36 em lên con Heuris này. Con này bữa trước em về ba con nha, một trắng một đen. Và bữa nay tự nhiên lòi đâu ra con một đen nữa nè. Kính giắt cạnh cho em nha mọi người. Size chiếc này là 36,2, dây đờn mi, chưa bóc keo luôn, khóa zin nhập hiệu. Đằng sau còn nguyên tát của nhà Nhật. Nắp sau như thế này, sử dụng máy Miyota, còn nguyên tem. Kính giắt cạnh kim cương, một góc lịch 3 giờ. 300 luôn cho em, đính hai viên kim cương góc 12 giờ. Đấy, máy Nhật cho em nha mọi người, có tát đầy đủ của nhà Horlicks nè. Đó, nguyên siêu chưa cắt luôn á, nguyên có sổ như thế này luôn. Đó. 300 cho em hàng full hộp. Mã chiếc này là mã Y36. Rồi Y37 em lên chiếc này. Chiếc này là của nhà đồng cổ, nhà hàng nội địa Japan, bên vỏ đồng cổ, dây cổ cho em bản dây da bò lộn nguyên miếng. Size 31, bữa trước ai báo, ai hỏi bên em báo hết, bữa nay về nữa nè. Đây tán đinh trên dưới cho em như thế này, khóa đồng luôn nè. Đó, màu đồng cổ khóa đồng cho em nha. 250.000 máy Miyota xịn sò. 250 cho em mã chiếc này là mã Y. Y37 cho em luôn. Y38 em lên cho mình chiếc này. Chiếc này là của nhà Lancetti hiệu Ý nè. Viền là viền đính xoàn Baroque dáng hồng, vùng mặt màu hồng cho em nha. Size 22 nhưng cho 29. Thép đúc đằng sau như thế này. Lancetti. Đấy, khóa là khóa zin dập hiệu. Dán mặt hai lồng. Dễ thương không? 350 cho em thép đúc không rỉ nha, hàng máy xịn chứ không phải thời trang đâu. Hàng xịn nó có 350 ngàn thôi, chủ cho mấy chị nữ đeo nè. Mã chiếc này là mã Y38 cho em khóa bấm. Lên cho em mã Y39. Y39 cho em đây full hộp như thế này của nhà. Của nhà này là nhà gì đây? Marokamoji, hàng nội địa Nhật Bản. Bản dây xỏ nguyên tát. Đây. Tát nó nằm đây cho em nha. Còn nguyên siêu chưa bóc, dáng này là dáng bầu dục nè. Size ngang 35, dọc 45. Dạng xỏ đằng sau cho em như thế này, mình có thể rút ra rút vô rất là dễ thay luôn. Đằng sau như thế này cho em Marokamoji, hàng nội địa Japan, chỉ bán trong nước nè. Còn nguyên tem luôn, không thích thì mình đổi nha. Em có một bộ dây đen nha, một bộ dây đỏ và một bộ dây xanh navy. Mình thích bộ nào lấy bộ đó nè. Mình tổng cộng mình có tới 3 bộ dây để lựa chọn. Và cái làm nó làm cái mặt màu á, dây nào cũng hợp hết đó. Tại vì nó có làm xanh, làm đỏ, làm đen cho mình luôn. Đó, chưa có xài máy Miyota, chưa xài full hộp, nguyên tát độ mới cao như thế này cho em luôn.
kèm 3 bộ dây em bán rẻ rời 350. 350 máy Miyota xịn nha. 3 bộ dây không có hư bộ nào hết. Mã chiếc này là 3Y39 cho em 350. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của em nha. Ủa lộn, lên thêm mã này nữa. Mã Y40 này nè. Màu trắng vậy. Mềm ơi là mềm luôn. Hiệu dập màu vàng đây nha, dạng là dạng bấm cho em nè. Cái này có dây đeo nha mọi người. Đó, những dây chân châu đeo đẹp không? Dây này dây gút nè. Dây này dây gút vàng nè. Dạng sỏi da cho em nè nha. Đó. Dạng sỏi da dây gút vàng cho em nha. Một ngăn, hai ngăn. Và có cái đông đây là sỏi dây như thế này. Đẹp chưa? Size này size 17 nè. 17, 18 đó. Xịn sò con bò màu trắng tinh tình tình. Cái này xách đi được mà đeo xéo được nè. Màu trắng. Rồi xả luôn cho mình luôn. Chiếc này lỗ nha mọi người. Em xả 200.000. 200 cho em nha, quá đẹp. Mã Y40. Lên cho em mã Y41. Y41 em lên xả cho mình chiếc này. Đây là dòng của Dior. Dior cho em nha. Cái này nó có làm bản da cho mình test da nữa nè. Dập hiệu Dior cho em khóa trắng nè. Có tách trắng cho em chữ Dior luôn nè. Chưa có xài, còn cái túi luôn chưa xài cho em nha mọi người ơi. Một ngăn bên trong bự và một ngăn nhỏ như thế này. Bên trong là sẽ có dập hiệu như thế này. Đó. Và có dây đeo luôn. Dây này là dây đeo khóa như thế này. Và có cái tách êm tay luôn nè. Đó, bản này là size 22, 23 nè. Có chân luôn nha. Màu vàng bò. Rồi 250 cho em bán lỗ. Bữa trước em bán 350 đó. 250 cho em nha mọi người ơi. Mã Y41. Y42. Y42 cho em tới cái này. Túi hến. Túi dán hến cho em của nhà LV. Túi dán hến LV cho em xanh navy nè. Ở dưới đây 4 chân nè. Đó. Đẹp chưa? Cái này sắp đi cũng đẹp nè. Mà nó có dây đeo luôn nha mọi người. Đó. Bên trong đụng phơm như thế này. Có cái này là lót nhung nè. Đấy. Túi hến LV. Có khóa luôn. Có dây đeo đầy đủ. Cái này size 25 nè. Rồi 250 luôn cho em luôn đi, xả luôn lỗ. 250 cho em cái túi hến này nha. Bữa trước em quên xả chứ bữa nay để lâu quá nè. 250 cho em đi, mã Y42. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp nha.